Xin chào tất cả các bạn, good morning, chào buổi sáng và chúc cho các bạn có một ngày mới thật là tuyệt vời. Tôi tên là Nội Hà và hôm nay tôi sẽ tặng cho các bạn một cái video. Cái video này nó sẽ giúp cho các bạn một thứ thôi, một thứ rất quan trọng trên cái hành trình các bạn lớn lên, trên cái hành trình các bạn phát triển, trên cái hành trình mà các bạn tạo dựng ra được cái personal brand, cái giá trị thương hiệu của mình. Thì cái thứ mà tôi tặng cho các bạn ngày hôm nay, tôi muốn các bạn ôm ấp nó thật, thật chặt. Bởi vì nó là cái vũ khí mà sẽ không ai có thể lấy nó khỏi các bạn được. Và khi các bạn có được cái thứ vũ khí này, khi các bạn có thể áp dụng cái thứ vũ khí này vào trong cái hành trình phát triển của các bạn, cái hành trang của các bạn, thì các bạn sẽ vượt xa rất nhiều so với những người khác. Và những ai mà đang có sự chênh vênh trong cái sự nghiệp của mình nè, đang muốn tìm hiểu câu hỏi lớn là tôi là ai, tôi làm gì và làm sao tôi có thể phát triển và có thể trở nên khác biệt mỗi ngày ấy, thì cái thứ vũ khí này rất là quan trọng và cái video này dành cho các bạn đó. Và các bạn biết cái thứ vũ khí đó là cái gì không? Alright, cái thứ vũ khí đó là cái sự tự tin. Ok, và cái sự tự tin đó là thứ khiến cho tôi trở nên khác biệt rất nhiều so với những cái bạn đồng trang lứa từ cái thời đi học. Khiến cho tôi có rất nhiều cái sự thành công trong cái sự nghiệp của mình. Từ lúc tôi còn ở Mỹ đi làm hay là tôi về Việt Nam bắt đầu cái hành trình phát triển cái sự nghiệp của mình tại thị trường Việt Nam, biết là không có một chút kiến thức nào về thành phố Hồ Chí Minh, về địa lý thôi nha các bạn. Đó là ở thành phố Hồ Chí Minh có những quận huyện nào, từ nơi tôi ở cho tới nơi tôi làm, qua những nơi khách hàng của mình, không biết một chút gì hết, không có một mối quan hệ gì hết trong cái ngành mà tôi làm. Không có một mối quan hệ gì hết, không biết công ty này ai là người đứng đầu công ty này, không biết công ty này nó bán sản phẩm ra làm sao. Cũng không hề biết một chút kiến thức gì về cái mảng mà tôi làm. Mà ngày đó tôi về Việt Nam là 2011-12 thì cái mảng tôi làm nó là mảng là nhân sự, human resources. Và tôi không hề biết luật Việt Nam, luật lao động về human resources nó là như thế nào. Ok các bạn. Nhưng mà rồi cái sự tự tin nó cho tôi cái sức mạnh để không biết thì làm gì thì học. Không biết kiến thức về luật lao động thì học luật lao động. Không có kinh nghiệm cọ sát trong cái lĩnh vực nhân sự thì học từ kinh nghiệm của những người khác rồi tích lũy dần dần những cái kinh nghiệm đó. Không có mối quan hệ thì bỏ thời gian đó đi tạo dựng những mối quan hệ, đi xây dựng mới những mối quan hệ từ con số 0 đó. Tại vì đơn giản lắm các bạn, từ con số 0 vốn dĩ nó đã không có gì hết rồi đúng không? Biến nó thành 0.1, 0.2, 0.3 rồi biến lên 1, 2 rồi từ 2 lên 5, lên 8, lên 10, nó dễ đúng không? Nhưng mà bảo là từ con số 100 mà lên con số 1000 nó sẽ khó. Nhưng bởi vì mình bắt đầu bằng con số 0 mà. Có cái gì mà mất đâu, mình không có gì mất hết. Cho nên cái sự tự tin nó giúp cho tôi làm như vậy. Nhưng mà không chỉ đơn giản như vậy đâu nha các bạn. Sự tự tin nó bắt đầu cho mình là từ người không có personal brand, không có một cái giá trị thương hiệu gì hết tại thị trường này. Làm sao để tôi biến tôi trở thành là một nhân influencer, là một người có tầm ảnh hưởng trong cái mảng nhân sự, có mối quan hệ đủ rộng để có thể tương tác và hỗ trợ cho những cái bạn khác, cho cái công việc của mình tại thị trường Việt Nam. Cái sự tự tin nó giúp cho tôi làm sao để có thể vươn cái tầm ảnh hưởng của mình ra khỏi thị trường Việt Nam. Singapore thì sao, Malaysia thì sao, Japan thì sao, Thái thì sao, rồi Indonesia sao, Philippines thì sao. Ok, nào vượt qua khỏi châu Á thì sao. Thử vượt qua châu Á rồi vượt qua đi tìm thử những bạn bên Ý thì sao, Đức thì sao, Pháp thì sao, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ thì sao, rồi vượt qua khỏi châu Âu nữa, qua Mỹ. Mỹ thì sao, Canada thì sao, Mexico thì sao, Nam Mỹ thì sao. Để cho nó, từ đó cho tôi một cái hành trình đó các bạn, cực kỳ tuyệt vời. Là khám phá cái thế giới này, khám phá những cái con người tuyệt vời trên cái thế giới này. Trong cái mùa dịch Covid, mọi người quằn quại để tìm cách surviving, tìm cách để mà phát triển cái sự nghiệp và công việc của họ. Thì lúc đó tôi và vợ ngồi lại nói chuyện với nhau là nếu như mình muốn làm cái điều gì khác biệt, để có thể tạo dựng được cái giá trị mới, tạo dựng được cái niềm tin cho người khác, tạo dựng được cái tiếng cười và cái sự học hỏi cho người khác, thì trong cái thời điểm này tôi cần làm cái gì.
Và cái sự tự tin đó giúp cho tôi và Vivian bắt đầu gắn kết với lại những chuyên gia trên toàn cầu, gắn kết với những người mà viết sách mà gọi là best-selling author trong những sách sau này, gắn kết những con người mà chúng tôi thường hay coi video từ TED Talk, những người mà đứng trước cái đám đông mà diễn thuyết và chia sẻ những cái nghiên cứu của họ, những cái gì mà họ cực kỳ giỏi trong ngành đó. Làm sao tôi có thể kết nối với họ, làm sao hai vợ chồng cùng gắn kết và không những gắn kết không nha các bạn, cái sự tự tin đưa cho chúng tôi những cái mục tiêu mới là không gắn kết đơn thuần mà còn phải mời gọi họ vào để phỏng vấn họ, để đem cái câu chuyện của họ chia sẻ lại, phỏng vấn họ để xem thử là tại sao họ giỏi như vậy, tại sao cũng sinh ra là người bình thường giống như tôi, giống như bạn, mà họ làm cái gì đặc biệt, để biến cho họ trở thành những con người mà được thế giới ghi nhận, được những người trong ngành mà trên toàn cầu này ghi nhận về những cái thành tựu của họ, được công ty này, công ty kia mời gọi đến để chia sẻ cái kiến thức, cái kỹ năng của họ, được tổ chức này, tổ chức kia ngưỡng mộ và trân trọng và mời về làm tư vấn. Mấy cái họ khác gì tôi, khác gì bạn. Những cái đó, cái sự tự tin giúp cho tôi mạnh dạn đến với những con người như vậy và nói là anh chị ơi, ông bà ơi, tôi tên là Nội Hà, đây là vợ tôi là Vivian Trần, chúng tôi là những con người đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tại cái quốc gia bên Southeast Asia, bên Đông Nam Á tên là Việt Nam, nhỏ thôi, nhưng chúng tôi có một cái giấc mơ lớn, và cái giấc mơ lớn của chúng tôi đó là chúng tôi muốn tạo được những giá trị lớn cho những người xung quanh mình. Và tôi ngưỡng mộ anh, tôi ngưỡng mộ chị, tôi ngưỡng mộ ông bà, tôi muốn mời gọi ông bà giúp cho chúng tôi chắp cánh ước mơ đó, giúp cho chúng tôi hiện thực hóa được cái giấc mơ đó, giúp cho chúng tôi làm được những cái điều để cho những người khác sau khi coi cái video mà tôi phỏng vấn ông bà, phỏng vấn anh chị như vậy á, họ có được cái niềm tin là nếu mà chúng tôi làm được thì họ cũng có thể làm được, nếu chúng tôi làm tốt họ thậm chí còn có thể làm tốt hơn rất là nhiều. Đó là cái sự tự tin để cho tôi bắt đầu viết cái email đó. Đó là cái sự tự tin để cho tôi ngồi vào cái bàn làm việc, bắt đầu tìm thông tin của cái anh đó, của cái chị đó, của ông đó, của bà đó, họ ở đâu, họ làm gì, làm sao để liên hệ với họ. Đó là cái sự tự tin giúp cho chúng tôi vượt qua bao nhiêu cái sự từ chối. Bởi vì gặp những người giỏi thì họ sẽ là bận rộn này, họ sẽ có quá nhiều thứ mà họ cần phải tập trung này, rồi họ mình đâu có tiền để mà mình trả cho họ để mà phỏng vấn và kết nối với họ, cho nên bây giờ bảo mà phỏng vấn họ miễn phí thì họ cũng phải lăn tăn sẽ cân nhắc, đúng không các bạn? Nên cái sự tự tin là cái thứ vũ khí rất quan trọng để cho tôi và Vivian có thể đến nói chuyện với họ như những người bình thường, nói chuyện với những con người bình thường. Thì vậy làm sao để chúng ta có được cái sự tự tin đó? Vậy làm sao để cho bạn có thể tự tin để nói chuyện với những người xa lạ? Bạn làm sao có thể tự tin để cho mình cái niềm tin là biến cho mình cái kiến thức, để có những cái kiến thức ngày càng sâu hơn, động rộng hơn, để có thể chia sẻ lại cái kiến thức đó đến với những người khác, để có thể lan tỏa những cái gì các bạn làm để người ta biết đến được bạn là ai. Giá trị thương hiệu của bạn như thế nào, bạn tạo dựng được giá trị cho người khác. Ok, cái sự tự tin nó không phải là thứ nó mọc từ trên cây các bạn, mà sự tự tin nó cũng không phải là cái thứ mà mình nói tôi tự tin là nó sẽ cho mình cái sự tự tin. Nó là một cái hành trình đó, nó là hành trình giống như tôi và bạn phát triển mỗi ngày. Chúng ta phát triển mỗi ngày theo thời gian thì sẽ là già đi, đúng không? Nhưng có những người phát triển theo thời gian chỉ có già đi thôi, nhưng mà không có wiser là không có thông thái hơn, không có thông minh hơn, không có smarter là không có thông minh hơn như nó không có thấu cảm hơn, không có more mindful, không có cái gì đó hơn. Thì cái sự tự tin nếu chúng ta không luyện tập cho nó, tức là chúng ta không suy nghĩ về nó, không có kế hoạch cho nó, không có tập luyện nó mỗi ngày, thì theo thời gian nó vẫn chỉ là một cái đứa em bé trong cái thân xác mà mình lớn lên già đi mỗi ngày của chúng ta mà thôi. Thì luyện tập nó làm cái gì, luyện tập nó bằng cách nào, luyện tập nó ra làm sao, đó là những cái luyện tập nho nhỏ mà hàng ngày các bạn phải tự tập luyện. Ví dụ có một cuốn sách giáo khoa thôi các bạn thấy không, một người đọc cuốn sách giáo khoa xong thì thấy đủ, môn sinh học chỉ cần đọc học bài thuộc bài xong vậy, nghĩa là đủ rồi đó, ta đủ kiến thức rồi đó. Nhưng cái bạn khác họ sẽ hiếu kỳ, ok cái chủ đề này hay vậy ta, còn ai khác giỏi về cái chủ đề này là mà tôi có thể tìm sách mà họ viết tôi đọc hay không, tôi có thể lên Google để tìm hiểu sâu hơn về cái kiến thức này, về cái nguyên lý này hay không, còn cái gì khác mà tôi có thể mở mang cái tầm kiến thức của mình.
Họ dành thời gian để tìm hiểu những cái việc như vậy. Trong công việc cũng vậy. Cũng là một cái bạn admin đó. Nhưng mà các bạn có bạn admin thì nó sẽ làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, xách máy tính, tắt máy tính, xách bỏ vào cặp, đem đi về. Nhưng các bạn admin khác sẽ dành thêm kiến thức để xem là ok, bây giờ 5 giờ chiều rồi đó, bắt đầu thử kiếm mấy đứa khác để xem thử là cùng là admin với nhau, cái việc của nó là nó làm cái gì, cái việc của nó với cái việc của mình nó khác nhau, nó giống nhau là làm sao để mình có thể kết nối với nó, để học từ nó, để có thể chia sẻ cái việc của nó, để có thể giúp nó làm cái việc của nó tốt hơn. Và đồng thời quay ngược lại là mình có thể đem kiến thức mà trong cái việc làm của nó, mình kết nối vào cái kiến thức mà mình đang làm, cái việc mình đang làm, biết đâu mình có thể tạo được cái giá trị nhiều hơn cho cái việc mình đang làm, mình học hỏi được nhiều hơn, mình có thể giúp cho sếp mình làm được nhiều thứ hơn, hay là mình học hỏi từ nó tại sao nó làm cái slide, cái presentation đẹp như vậy, tại sao nó tự tin như vậy, nó có cái gì khác biệt, đúng không? Đó, cái là mỗi cái khoảng thời gian nó trôi qua, bạn đều có thể đặt ra cho mình những cái mục tiêu, những cái mục tiêu để các bạn có thể trở nên khá hơn, nó khác biệt hơn, nó thay đổi hơn, nó hơn cái gì đó. Tới một lúc bạn sẽ nhìn thấy ngược lại là cũng bạn bè đồng trang đồng lứa của mình á, thế ra mình đang đi trước cái con đường so với tụi nó, thế ra mình cũng không phải quá tệ, mình đang dẫn đầu trên cái hành trình mà phát triển mình, đang có những kỹ năng mà tụi nó không có. Bắt đầu sau đó bạn sẽ nhìn lên những người cao hơn một chút nữa, những người giỏi hơn một chút nữa, họ có cái gì khác. Họ có tiếng Anh giỏi hơn, mình có thể dành thời gian đi học được hay không? Họ có tiếng Trung giỏi hơn, mình có thể dành thời gian đi học tiếng Trung được hay không? Họ có cái sự tự tin kết nối, làm sao mình học được từ những cái sự tự tin trong kết nối của họ để cho mình có thể tự tin ra mà mình đi kết nối với những người mới, tự tin ra để mà đi học hỏi từ những người mới, tự tin ra để mà dám nói với người ta là hey, tôi là Hà, tôi chưa biết gì về anh về chị hết á, tôi có thể mời anh mời chị uống một ly cà phê để mình có thể kết nối với nhau được hay không? Hôm nay các anh chị có thể là người dạy cho tôi, biết đâu ngày mai khi tôi thành công, tôi trở nên giỏi hơn á, tôi sẽ luôn luôn nhớ về cái điều đó và tôi sẽ nhắc cho mọi người biết là cái thành công của tôi luôn luôn có bóng dáng của anh của chị. Các bạn biết không, những anh chị giỏi, những người mà họ thành công, họ luôn luôn muốn là họ có sự ảnh hưởng đến những người khác. Cái đóng góp của họ không chỉ trong cái công việc, không chỉ trong cái con số mà họ đem lại cho cái tập đoàn này, cái tổ chức kia, mà là những con người nào mà họ tạo dựng được cái giá trị cho con người đó phát triển lên nữa. Biến con người ta từ tầm tầng này lên cái tầng cao hơn, lên cái tầng cao hơn nữa. Và cái sự tự tin là cái thứ thước đo mà người ta sẽ nhìn vào và người ta nói là ok, anh này có tiềm năng này, có nền tảng này, tôi thích anh chàng này, tôi thích cái cô gái kia, để mà họ bỏ thời gian của họ đầu tư vào để giúp cho anh chị đã phát triển. Nó rất rất là quan trọng. Còn nếu như bạn đến mà rụt rè và nói anh chị ơi em muốn được anh chị giúp cho em thế này thế kia, họ không nhìn thấy cái thời gian của họ bỏ ra sẽ giúp cho bạn phát triển được nhiều hơn so với những người khác. Vì cái đứa tự tin ấy, nó sẽ mạnh dạn nó làm. Còn cái đứa không tự tin ấy, thì tuy nó cũng có cái sự mạnh dạn đó, nhưng không thể hiện ra bên ngoài được. Bởi vì không thể hiện ra bên ngoài được, cho nên người ta sẽ phải e dè là cùng khoảng thời gian bỏ ra như vậy. Khoảng thời gian đó họ đầu tư cho ai để cái giá trị được nhân rộng nhanh hơn, nhiều hơn, sâu hơn. Cho nên bạn cần phải có cái sự tự tin đó. Thứ ba, và rất quan trọng, đó là cái việc các bạn phải thử nhìn xem những cái việc gì mà người ta không dám làm, không thường xuyên làm, và từ đó các bạn phải dấn thân. Dấn thân để làm sao? Dấn thân để làm những cái điều khó, dấn thân để làm những điều người ta không muốn làm, không dám làm. Bởi vì người ta không muốn làm, không dám làm là bởi vì người ta sợ. Sợ làm không được, sợ thua, sợ bị cười chê, sợ bị cái này, sợ bị cái kia. Và cái sợ đó rất là bình thường. Khi chúng ta nhìn vào những điều đó, nhiều lúc chúng ta cũng sợ ý những người khác thôi. Nhưng nếu mà bạn muốn có được cho mình cái sự khác biệt, nếu bạn muốn có cho mình một cái personal brand, một cái giá trị thương hiệu mà người ta nhìn vào người ta sẽ kêu wow, cái thằng nhỏ này nó lì thật nha, cái thằng nhỏ này nó độc đáo thật nha, thì bạn phải làm những điều người ta không muốn làm, người ta không dám làm. Bạn phải nhìn vào những cái là ok, tại sao ai cũng đi thang máy vậy ta? Ta thử đi thang bộ thử xem được cái thang bộ nó có cái gì. Ta thử đi thang bộ lên trên lầu để xem được cái sức khỏe ta có đủ cho ta cái nền tảng để mà đi lên tới trên đó hay không. Và nếu như mà mình thấy không đủ thì mình phải coi lại là ok,
tao bị cái gì mà tao làm không được, trong khi người ta có thể chạy cả half marathon, full marathon, mà bây giờ chỉ cái việc lấy trên cái lầu thôi mà tao làm không được. What's wrong with me? Đó, những cái mục tiêu nhỏ mà người ta không dám làm đó mà bạn làm. Đó, bắt đầu bạn sẽ nhìn thấy là cái hành trình này nó không hề khó như mình nghĩ nha. Té ra là mình làm được đó. Té ra là người ta không dám làm là bởi vì người ta sợ thôi. Còn bây giờ bắt đầu mình làm được một thứ rồi. Mình sẽ tự tin hơn một chút. Cái mình kia là ok, mình đặt những mục tiêu to hơn, làm những thứ khác. Đến một lúc đó, cái con người bạn trở nên là chai lì với cái sợ hãi. Bạn sẽ không cảm giác là cái sợ hãi hay là bất kỳ cái thử thách gì nó quá to nữa. Lúc đó sự tự tin của bạn nó sẽ thể hiện từ bên trong của bạn nha. Nó thể hiện ra bên ngoài để mà ví dụ đến bất kể cái trường hợp nào bạn đều có sự calm, là cái sự nhẹ nhàng để nói chuyện với bất kể cái vị trí nào, những ai đó. Đấy, bởi vì bây giờ bạn có kiến thức, bạn có kinh nghiệm, bạn có trải nghiệm, bạn có đầy đủ một cái gọi là mớ hầm bà lầu sắn cấu gì đó để có thể sẵn sàng va chạm với bất kể cái trường hợp nào. Cái kiến thức nền tảng đó bạn đã được tốt, cái sự hiếu kỳ cho bạn nhìn thấy mọi thứ nó rộng hơn người khác, rồi cái trải nghiệm lúc nào cũng nâng cao mình lên một chút, lên level một chút. Mà người ta nhìn thấy được trong cách bạn trò chuyện, người ta nhìn thấy được trong nụ cười của bạn, trong ánh mắt của bạn, trong cái sự hỗn hợp mà bạn có thể đem vào trong từng cái câu chuyện một. Và người ta sẽ đánh giá bạn, bạn là tự tin từ level 1 tới level 10, bạn đang ở level như thế nào. Và đôi lúc bạn lại nhìn lại cái khoảnh khắc đó, bạn phải nhìn thấy xem thử là ok, ta đang ở level này, nếu ta muốn lên level khác ta phải làm cái gì. What do I wanna do? What I have to do if I want to go to the next level, tôi phải lên cái level khác thì tôi phải làm cái gì? Đó để mình cứ nâng những cái bậc thang, những bậc thang của thành tựu cá nhân của mình lên những tầm cao mới. Và các bạn biết không? Tới một lúc thôi, bạn lại nhìn lại cái đoạn nhìn lại trước đó so với bạn bè, đồng trang đồng lứa bạn đã vượt xa. Bây giờ bạn nhìn lại so với những người anh chị mà đang coaching cho bạn, đang dạy cho bạn, bạn cũng không có hề thua kém cạnh. Thì kế tiếp, sự tự tin của bạn sẽ đến tới cái việc là bắt đầu bạn dạy cho người khác, bạn chia sẻ lại cho người khác, bạn giúp cho người khác trở nên tự tin hơn, trở nên giỏi hơn, chia sẻ những kiến thức để cho người ta nhìn thấy là người ta cũng có thể làm được những cái điều vĩ đại, những cái điều mà tuyệt vời hơn người ta nghĩ. Thì là từ cái đứa học trò lên cái đứa làm người, lên cái vị trí làm người thầy, tự dưng là bạn thấy mình đưa ra cho cuộc sống này nhiều cái giá trị đặc biệt. Tự dưng bạn thấy là cái con người của bạn nó không chỉ đơn giản, không chỉ đơn thuần là bạn của ngày xưa nữa. Để lúc nào bạn cũng up the game, cái game của bạn nó sẽ luôn luôn, cái trò chơi của bạn ấy, cuộc chơi của bạn sẽ luôn luôn ở trạng thái là động để cho nó tiếp tục vận hành. Cái cỗ máy vận hành đó nó sẽ giúp cho bạn tăng cường thêm những cái muscle, là cái cơ của cái sự tự tin. Và cái muscle, cơ của sự tự tin đó với thời gian, với thực tập, với thực hành đó, nó cũng giống như chúng ta tập thể dục, nâng xà đẩy tạ gì đó, thì cái muscle nó sẽ tăng lên theo thời gian, đúng không? Tự tin của bạn nó là như vậy, nó không đến từ cái bạn nói, nó không đến từ trên cây, nó không phải qua một đêm ngủ dậy tự nhiên nó tiếp nạp người bạn giống như là sẽ điện sạc vậy. Nó cũng không phải là cái viên thuốc vitamin để chúng ta ăn, mà đó là cả một cái hành trình mà phải nhận ra và bạn làm cái điều đó, cái hành trình đó. Ok, thì bây giờ bạn đang ở đâu trên cái hành trình như vậy? Và nếu bạn đang trên ven chơi vơi á, nó có phải bởi vì bạn đã 20 tuổi hay là 30 tuổi nó trễ hay không? Tôi nói các bạn, không bao giờ trễ hết đó, không bao giờ trễ hết đó. Chỉ cần hôm nay các bạn luyện và phải kiên nhẫn, cho mình được cái sự kiên nhẫn để tiếp tục tập luyện cái điều đó. Cái sự tự tin đó không đến ngày mai, sẽ không đến một tháng sau, thì một năm sau, 2 năm sau, thì 3 năm sau nó cũng sẽ đến. Bạn phải đủ cho mình cái sự lì, cái chai lì với cái bền bỉ để bạn chơi tới cùng. Đó mới cho bạn được cái sự tự tin từ bên trong. Ok, để bạn có thể đứng trước đám đông, để bạn có thể không có, có một chút gì đó gọi là sợ hãi cho bất kỳ cái gì đó mới mà nó đến. Để mình ở luôn ở tâm thế là sẵn sàng cho sự trải nghiệm, sẵn sàng cho một cái câu chuyện, sẵn sàng cho gì đó, một cái hành trình mới. Ok, tôi hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này, và tôi hy vọng hơn nữa là các bạn áp dụng được cái gì đó trong cái video này vào cái hành trình phát triển của các bạn. Bởi vì thời gian nó vẫn trôi, thời gian nó trôi rất nhanh, chỉ cần chúng ta ngồi suy nghĩ thôi,
nó đã trôi qua rồi. À, vậy cái người suy nghĩ nhiều quá, thời gian càng trôi càng trôi càng trôi thì chúng ta lại là một cái bản thể già hơn, già hơn, già hơn, nhưng mà cái sự tự tin nó vẫn còn là một đứa trẻ ở trong cái bản thể già đi đó. Chỉ thông qua cái hành động, thông qua cái action, suy nghĩ xong nó take action, thử cho mình cái niềm tin là những gì tôi đang nói ngày hôm nay nó hữu ích cho các bạn. Viết xuống những cái gì bạn muốn thử và thử làm những cái điều bạn viết xuống. Và khi bạn thử làm những cái điều bạn viết xuống, hãy xem thử khó hay không, vượt qua cái khó đó có thấy mình tuyệt vời hơn hay không, rồi làm sao để cái sự tuyệt vời hơn đó nó được mới hơn, nhiều hơn, thường xuyên hơn. Là lúc đó bạn bắt đầu cái hành trình để trở thành amazing person. Ok, tạm biệt các bạn, và hãy chia sẻ video này để những người yêu thương của các bạn, những người thân của các bạn, bạn bè của các bạn cũng trở nên là những con người tự tin và vững mạnh trên hành trình phát triển của chính họ. Đó là cách bạn đang bắt đầu cái hành trình dạy cho người khác đó, teaching cho người khác đó. Bạn làm những điều tốt cho người khác, đó là cách mà bạn có thể cho phép mình trải nghiệm cái sự tự tin từ bây giờ. Ok, tạm biệt các bạn.